Đây là cái hoài chuối hộp mình mới chặt vô các bạn. Thì cái này nó gần chín đó nè, nó gần chín hen. Cái mình sẽ vô á, cái mình cắt mấy cái trái này ra hen, rồi rửa sạch rồi cắt lát để mà ngâm rượu các bạn. Nói chung là cái chuối này thì các bạn có thể là ngâm ngâm theo kiểu mà dạng như là chuối mà già như thế này nè, nó gần chín rồi mình cắt lát mình phơi khô ha. Hoặc là các bạn vú cho nó chín á, nó chín rồi các bạn sẽ nướng rồi phơi khô ha, nướng phơi khô xong rồi nướng xong cái mình ngâm đậu. Nói chung là mình sẽ các bạn xem hết video này các bạn sẽ làm được thôi. Nói chung là bây giờ mình sẽ cắt cái mấy cái trái mà tương đối nó gần gần chín ra ha. Còn mấy trái mà kia mình sẽ làm hai loại rượu cho các bạn coi, hai cách ngâm khác nhau nhưng mà nó cũng tương tự như nhau thôi. Đó, mình sẽ gỡ cái mấy cái trái mà nó gần chín ra ha. Còn mấy trái kia mình sẽ để cho nó chín rồi mình sẽ ngâm luôn. Các bạn sẽ có hỏi tham khảo hai cái cách ngâm đó mà tùy theo điều kiện mà mình làm ha. Đó, các bạn mới chọn mấy cái trái mà gần chín sẽ sắc ra. Đó. Số này thì mình sẽ bào ra, mình sắc lát ra mình phơi ha. Còn cái này thì mình còn lại mình sẽ vú, vú cho nó chín rồi mình sẽ phơi khô ha. Nhưng mà trước khi mà bào á thì mình phải rửa cho nó sạch tại vì nó dơ lắm. Bây giờ mình sẽ dùng cái bình chải các bạn, bình chải vậy nè, chải cho nó sạch tại vì ở đây nè nó dính bụi rồi. Đó, mình chỉ phải chà cho nó sạch. Thường là nó dính bụi theo cái trái này, bụi với lại đi nó dơ lắm, nên mình phải mò rồi mình phải chà cho nó sạch rồi mình mới sắc lát nha các bạn. Đó, khi mà mình chà xong rồi nó sạch nó dơ nè, đất quên nó bụi rồi. Bây giờ mình sẽ để cho nó vớt ra và để ráo rồi sắc lát nha các bạn. Đó, sau khi mình rửa sạch xong rồi thì mình sẽ cắt lát cái chuối hộp ra ha. Đó, đây là cái hộp của nó nè các bạn. Rồi mình phải khơm mướn phơi khô. Nói chung là các bạn sắc cho nó mỏng để cho phơi khô cho nó nhanh khô thôi ha. Như cái phần này nè nó bị hư rồi mình dục ha, lại bỏ rồi. Đó. Các bạn sẽ sắc xéo cái phần chuối hộp này cho nó hết nha các bạn. Nói chung là sắc kiểu nào cũng được, miễn sao cho nó mỏng á, nó mỏng như vậy nè để mình phơi cho nó mau khô ha. Các bạn khi mà sắc thì lựa mấy dao cái bén á, sắc cho nó dễ chứ le dao mà lục quá nó sắc cực lắm.
cứ vậy làm cho hết cái số mà chứa hộp nha các bạn. Sau khi mà các bạn sắt lát xong thì mình sẽ chuẩn bị cái dĩa hay cái khay vậy để mình phơi khô ha. Mình xếp đều lên cái mình phơi khô ha. Tại vì khi mà các bạn ngâm phơi khô vậy nè thì trong lúc mà mình ngâm á, nó sẽ ngâm rượu á, cái lượng nước ở trong đây nè nó không làm cho cái rượu mình loãng ra nha các bạn. Thì phơi khô á, thì nó sẽ có tác dụng như vậy, nó tại nó khô á, nó không có nước ở trong cái chuối á, khi mình ngâm á, thì nó sẽ rượu nó đạt chất lượng hơn các bạn. À, cứ vậy xếp đều cho phơi, chủ yếu là mình phơi cho sắt càng mỏng để mình khi mà phơi cho nó mau khô thôi, chứ không có tác dụng gì hết. Tại vì với lại khi mà các bạn mà sắt mỏng vậy nè, ngâm nó sẽ mau ra hơn, cái chất ở trong cái chuối hộp này nè nó mau ra hơn. Với lại các bạn ngâm cái rượu độ càng cao càng tốt, tại vì khi mà rượu nó đậu cao nó mau ra lắm, nó mau ra cái chất ở trong cái chuối này nè, với lại rượu chú hộp uống ngon lắm, uống nó thơm mà nó ngọt ngọt. À, bây giờ mình sẽ đem phơi cho nó khoảng cái này phơi thường phơi khoảng nắng tốt khoảng 5 nắng là nó sẽ khô à. Đó rồi, bây giờ mình sẽ đem phơi khô đó nha các bạn. Đây là cái chuối mà mình đã phơi đủ nắng rồi nha các bạn, là nó khô như vậy nè, đó nó khô bẻ là được luôn á, nè các bạn coi nè, đó bẻ luôn á, nó giống như tinh bột vậy á, tinh bột mì, mình bột mì cái củ trắng á, phơi là nó giống như vậy nè, đó. Bây giờ cái này nó khô rồi mình sẽ ngâm rượu nha các bạn, thì đây chỉ là video phần ngọt thôi. Tại vì mình làm dài quá thì các bạn sẽ làm biếng coi lắm, nên mình sẽ cái phần ngâm mình sẽ quay phần 2 các bạn xem ha. Còn cái này chỉ là phần 1 thôi, mình chỉ chia sẻ cái cách mà mình phơi á, mình làm sao cho cái này nếu nó mau khô. Nó khô rồi các bạn bẻ như vậy nè, nếu mà nó khô rồi các bạn bẻ như vậy là nó bể ra, vậy là cái chuối hộp nó khô lắm rồi. Nên bây giờ mình sẽ ngâm rượu nó ha. Đó, mình mua rượu rất nhiều mình ngâm ha, các bạn đón xem ở video phần 2 ha.